Bạn đang nghe sách nói tại kênh Truyền Cảm Hứng. Hãy comment những cuốn sách bạn yêu thích dưới phần bình luận của video. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ra những audio sách thật chất lượng gửi đến các bạn nhé. Tóm tắt sách Nghệ thuật quyến rũ, tác giả Robert Greene. Nghệ thuật quyến rũ, nghiên cứu trò chơi khác biệt của sự quyến rũ, giải thích vì sao sự quyến rũ bắt nguồn trong tâm trí con người và những người có khả năng hấp dẫn người khác biết rất rõ chiêu trò này. Cuốn sách cũng giải thích những chiến lược để tạo hứng thú, làm đối tượng mất phương hướng, khơi gợi đam mê và kích thích cảm xúc. Những cách này sẽ giúp quyến rũ đối tượng thành công. Cuốn sách này dành cho những người muốn học nghệ thuật quyến rũ người khác, những nhà lịch sử học muốn nghiên cứu các câu chuyện quyến rũ nổi tiếng trong lịch sử, những người nghiên cứu tâm lý. Về tác giả, Robert Greene là một tác giả có sách bán chạy. Ông là tác giả của cuốn 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, 33 chiến lược chiến tranh và tinh thông. Cuốn sách này có gì dành cho bạn? Thành thục ngôn ngữ của tình yêu. Trong tiếng Anh, từ quyến rũ có nguồn gốc từ một từ gốc Latin seduce, có nghĩa là dẫn đi lạc lối. Chúng ta đều thầm muốn được quyến rũ, được kéo ra khỏi vòng tròn thói quen nhàm chán để bước vào màn kịch tính của sự sáng tạo và đầy những cơ hội. Bị quyến rũ không đồng nghĩa với việc phải lòng một ai đó, nhưng bị quyến rũ có thể là khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài và bền chặt. Vậy làm thế nào để quyến rũ một người? Mấu chốt là xây dựng sự mong chờ, sự mơ mộng và sự cuốn hút, những kỹ thuật bạn sẽ học được trong phần tóm tắt này. Nhưng trước hết, hãy nhớ điều này: không được để người khác nghĩ rằng bạn đang trêu đùa và điều khiển họ, vì điều đó sẽ tạo nên sự mất tin tưởng và chống đối. Hãy nhớ rằng ranh giới giữa tình yêu và ghét bỏ mong manh hơn bạn nghĩ. Trong phần tóm tắt này, bạn sẽ học được làm thế nào mà Cleopatra quyến rũ được Sera, tại sao tính cách trái ngược lại hấp dẫn nhau, và việc có một hàm răng hoàn toàn khỏe mạnh lại có thể quyến rũ người khác. Hòa mình vào không gian của đối tượng, nhưng không tỏ ra quá hứng thú. Một người quyến rũ thực sự biết rằng cuộc đời có thể khá là tẻ nhạt, nên họ dựa vào sự duyên dáng và sáng tạo để làm bùng cháy những mong muốn và khát khao của đối tượng. Việc này hoàn toàn không hề dễ dàng. Phải tiếp cận một cách gián tiếp để liều lĩnh khơi gợi sức tưởng tượng của đối phương. Bài học đầu tiên của nghệ thuật quyến rũ là phải thể hiện rằng mình không quá hứng thú. Đầu tiên, không nên quá sốt sàng, không nên thể hiện quá rõ những gì bạn muốn. Bạn nên quanh co và mập mờ. Nếu tiếp cận đối tượng một cách quá nhiệt tình, bạn sẽ trở nên mất giá trong mắt người ta. Ngược lại, bạn sẽ thành công hơn nếu không lộ bài quá sớm. Trong nghệ thuật quyến rũ, tốt nhất nên để đối phương tiếp cận bạn trước, khiến họ nghĩ rằng họ là người chủ động. Hãy tạo ấn tượng trung lập, làm nổi bật bản thân, nhưng không cần trực tiếp tiếp cận đối tượng. Trên thực tế, đó là cách công tước Lao Jun tiếp cận được nữ bá tước Montpensier tại cung điện của vua Louis XIV. Khi nữ bá tước lần đầu gặp công tước, bà đã phải lòng chàng lò thờ Rio sát gái khét tiếng. Nhưng trong cuộc gặp gỡ sau đó tại lâu đài, công tước ra vẻ khá thiếu hứng thú. Tuy nhiên, sau một vài cuộc nói chuyện riêng, nữ bá tước bắt đầu thích trò chuyện cùng ông. Không lâu sau, ông đã trở thành bạn tâm giao của bà. Tất cả những gì ông làm chỉ là đóng vai một người bạn và luôn kể bên đối tượng của mình. Nữ bá tước bị làm cho tò mò, tình bạn của họ có thể trở thành điều gì đó khác không? Làm thế nào công tước có thể không quan tâm đến một trong những phụ nữ đẹp và quý phái nhất ở Pháp lúc bây giờ? Cách tiếp cận của Lao Jun là chậm và chắc. Ông cẩn thận không ra vẻ quá quan tâm quá sớm. Nữ công tước đã bị hấp dẫn và là người thú nhận tình cảm của mình với Lao Jun trước điều bà muốn không chỉ là trả công tước, mà là một cuộc hôn nhân nữa. Một cao thủ quyến rũ giống như một con nhện, dệt mạng nhận chắc, bền và khó nhận ra. Khi bạn đã hấp dẫn được đối tượng, hãy bắt đầu gửi các tín hiệu mâu thuẫn. Về bản chất, quyến rũ là một trò chơi tâm lý. Vì vậy, cách tốt nhất để khiến ai đó chú ý đến bạn,
khiến cô ấy không thể ngừng nhớ về bạn mà không thể nghĩ đến điều gì khác là gì. Đầu tiên, bạn phải kích thích mục tiêu bằng sự xuất hiện của bạn hay những hành động của bạn. Sau đó, bắt đầu gửi các tín hiệu mâu thuẫn. Chúng ta đều bị cuốn hút bởi những người khó hiểu, kiểu người khó đoán và lạ thường. Bạn nên ra vẻ bí ẩn để mục tiêu của bạn nghĩ rằng bạn thật sâu sắc và thấu đáo. Tạo dựng nên sự phức tạp và những mâu thuẫn. Ví dụ, bạn có thể xuất hiện với đôi mắt ngây thơ, nhưng sau đó lại nhìn thật tán tỉnh, hoặc có thể trộn lẫn một sự thông minh sắc sảo với vài nét ngại ngùng. Đặc trưng giới tính cũng nên được tận dụng. Ví dụ, một người đàn ông có thể chăm chút diện mạo theo hướng nữ tính thông qua quần áo hoặc cử chỉ của mình, nhưng vẫn có nét nam tính hoặc trò chuyện về những vấn đề nam tính. Cũng nên mơ hồ một chút và thỉnh thoảng không quan tâm đến đối tượng. Đó chính xác là cách Josephine Rebuarne quyến rũ được Napoleon Bonaparte và trở thành vợ của ông, mặc dù ông là một trong những thiên tài quân sự vĩ đại nhất của Pháp trong lịch sử. Người có thể dễ dàng lựa chọn người phụ nữ mình muốn. Bà thu hút Napoleon qua cách cư xử lịch thiệp, mời ông đến các bữa tiệc thường xuyên của mình, nơi bà chỉ tập trung vào ông, bất kể có bao nhiêu người đàn ông vây quanh bà. Và bà ấy làm gì khi đã khuấy động được đam mê của Napoleon? Bà bắt đầu phớt lờ ông và từ chối lời mời tham gia chiến dịch với ông ở Ý. Napoleon tức điên lên, nhưng sau đó bà đã giải tỏa khúc mắc bằng cách viết những bức thư nồng cháy nhất cho ông. Bài học là gì? Đừng bị chinh phục dễ dàng. Bạn nên trêu chọc và tán tỉnh, nhưng luôn luôn sẵn sàng lùi một bước và tự thân độc lập. Sử dụng nỗi bất an của đối phương để người ấy muốn có được bạn hơn. Khi nào bạn muốn có được sự chú ý và tình cảm từ những người khác nhất? Có lẽ đó là khi bạn cảm thấy có gì đó còn thiếu trong cuộc sống của mình. Thực tế là bạn không thể quyến rũ một người đã hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Do đó, bạn nên chứng tỏ rằng bạn biết cách làm dịu nỗi đau và cảm giác trống trải của đối phương. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc tự nghi ngờ. Đúng, chúng ta biết cách che giấu nỗi bất an của chúng ta. Nhưng ngay cả khi không ai biết về những nỗi niềm đó, không có nghĩa rằng chúng không kéo dài, không liên tục giày xéo chúng ta. Khi chúng ta yêu, lý do chủ yếu là vì chúng ta tin người yêu có thể lấp đầy những lỗ hổng hiện hữu đó, cho dù chúng ta đang lo lắng về tương lai, bất an về ngoại hình hay trí thông minh, hoặc chỉ đơn giản là một cảm giác chán nản bủa vây. Điều này không chỉ đúng trong tình yêu đôi lứa mà còn đúng trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị. Những người quyến rũ trong các lĩnh vực này tạo nên cảm giác là việc mua một sản phẩm hoặc bỏ phiếu cho một chính trị gia cụ thể sẽ cải thiện cuộc sống của bạn. Tiếp theo, bạn nên tìm cách thể hiện ưu thế của mình để mục tiêu của bạn háo hức được chứng minh rằng họ xứng đáng với bạn. Trong thực tế, đó là cách Cleopatra đã quyến rũ Julius Caesar. Cô nhắc đến tổ tiên của mình là Alexander Đại Đế, nhà thiên tài quân sự xuất sắc, trong những cuộc trò chuyện. Điều này kích thích Sera. Sự chế giễu của Cleopatra đã khuấy lên tất cả những lo lắng và bất an trong một Sera hiếu chiến. Anh phải chứng minh bản thân với cô ấy. Tuy nhiên, bạn không nên quá nghiêm túc trong việc đùa giỡn lòng tự trọng của đối phương. Nếu không, người đó có thể cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của bạn. Một cách hiệu quả làm đối phương bớt phòng vệ là khiến người đó trở thành trung tâm của sự chú ý. Khi họ cảm thấy thoải mái, bạn có thể dần dần bắt đầu lấy lại thế thượng phong. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu cách tốt nhất để thâm nhập vào thế giới của đối tượng. Dùng mật ngọt để khen ngợi những đặc điểm nổi bật nhất của đối phương. Bạn có biết thợ săn làm cách nào để bắt được loài chim nhỏ như chim triền triện không? Bằng cách sử dụng một chiếc gương. Khi chim triền triện thấy chính mình trong gương, nó say mê điệu nhảy giao phối của mình. Nó mất tất cả ý niệm về mọi thứ xung quanh và trở thành một con mồi dễ bắt. Bạn cũng có thể thu hút mục tiêu của bạn theo cách này, cầm một tấm gương để cho họ thấy những tính cách tốt nhất của bản thân. Đây là một cách hiệu quả vì chúng ta ít phòng vệ nhất khi chúng ta được khen ngợi. Khi được khen xinh đẹp, thông minh hay độc đáo, chúng ta được tăng thêm lòng tự trọng và đây là điều chúng ta sẽ nhanh bị nghiện. Đó chính là phương pháp Jean Poisson, sau này là Marquis de Pompadour.
sử dụng khi bà quyến rũ vị vua người Pháp Louis XV và trở thành tình nhân của ông hồi thế kỷ thứ 18. Louis XV luôn ở trong cái bóng của người tiền nhiệm vị vua mặt trời Louis XIV đã biến cuộc sống thành những trò cờ bạc và săn bắn. Nhưng Poisson khiến ông tin vào chính mình. Ông phải là một người đàn ông được tôn trọng và khôn ngoan, và vượt qua danh tiếng là một vị vua thờ ơ và lơ đãng của mình. Bà lập dự án kiến trúc mà ông có thể tư vấn, thậm chí đã xây dựng một nhà hát để trình diễn những vở kịch biến ông thành một biểu tượng nghệ thuật. Bà đã khai quật được những phẩm chất sâu bên trong ông, và chẳng lâu sau, ông hoàn toàn say mê bà. Để làm được như thế, bạn nên làm nổi trội tính cách, phẩm chất và cá tính của đối phương. Chúng ta bị thu hút bởi những người có tính khí tương tự như chúng ta. Trong sâu thẳm, chúng ta đều là những người yêu bản thân, và chúng ta thấy hứng thú với những người đồng quan điểm, thị hiếu và giàu kinh nghiệm. Liên tục thay đổi và chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Sau khi bạn đã có được sự chú ý của đối phương, đã đến lúc nắm quyền kiểm soát, trêu đùa cảm xúc của họ và làm họ phải tò mò. Bạn có thể làm điều này bằng cách cư xử thất thường. Bí quyết ở đây là sự mới lạ, hồi hộp và tự phát. Nếu cứ quá nhạt nhẽo thì đối phương sẽ sớm mất hứng thú. Chúng ta đều thích sự hồi hộp. Chỉ cần nghĩ về việc xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách, chúng ta rất hạnh phúc để cho những câu chuyện dẫn dắt chúng ta qua những biến chuyển và bất ngờ. Đây là một đặc trưng của nghệ thuật quyến rũ. Có rất nhiều cách làm cho đối phương lo lắng. Chỉ cần có sự sáng tạo, xem đó là một thách thức thú vị. Có thể đưa đối phương của bạn đến những nơi mới mẻ và thú vị. Có thể thay đổi phong cách của bạn khác đi một chút, hoặc tặng những món quà bất ngờ. Những điều bất ngờ tuyệt vời nhất là những điều tiết lộ về cá tính phong phú của bạn. Mọi người có xu hướng đánh giá người khác ngay sau khi gặp gỡ, và vì ấn tượng đầu tiên không phải là lúc nào cũng đúng nhất nên điều quan trọng là phải chống lại những đánh giá sai lầm. Một chút thay đổi có thể mang lại sự mới mẻ. Ban đầu bạn có thể nhút nhát và dè dặt, nhưng sau đó hãy tiết lộ khía cạnh táo bạo hoặc mạo hiểm. Một cách khác để thu hút đối phương là sử dụng tài lẻ để cuốn hút và khơi gợi sự quan tâm của họ. Làm nổi bật những nét lộng lẫy về ngoại hình của bạn. Khoe khoang một chút cũng chẳng sao. Có thể thu hút bằng quần áo, đồ trang sức, nước hoa hoặc bầu không khí mà nội thất nhà bạn gợi lên. Về điểm này, đây là cách Jean Poisson ưa thích. Cô chào đón Louis XV vào căn phòng có ánh đèn ấm áp của mình và dùng nước hoa hấp dẫn. Mỗi lần trang phục của cô đều khác nhau và luôn mang theo một món nữ trang nhỏ để lôi kéo nhà vua. Sẽ đến một thời điểm để bạn cần chứng minh bạn sẵn sàng làm mọi điều vì họ. Như ông cha ta thường nói, hành động mạnh hơn lời nói. Và điều đó hoàn toàn đúng trong nghệ thuật quyến rũ. Khi thời điểm đến, điều quan trọng là hãy chứng tỏ bạn là một người có đạo đức, một người có thể hành động quyền mình. Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ nghi ngờ mà đối phương có thể có về bạn và họ sẽ bắt đầu thực sự tin tưởng bạn. Đó là những gì khiến em gái của Napoleon, Pauline Bonaparte, bị Giuse Canuvin thu hút. Nổi tiếng với phi vụ tình cảm của mình, cô gái này không bao giờ yêu ai hơn một vài tuần. Nhưng chính nhờ sự vị tha của nha sĩ Canuvin đã khiến cho Pauline phải lòng mình. Không lâu sau khi họ gặp nhau, Pauline bị đau răng. Canuvin khuyên cô nên nhổ răng, nhưng cô không thể chịu đau. Anh đã cố gắng an ủi và giải thích rằng quy trình nhổ răng rất đơn giản. Pauline không tin, cô muốn có minh chứng rõ ràng. Không suy nghĩ lần hai, Canuvin chạy đến nha sĩ của mình và yêu cầu các chuyên gia nhổ một chiếc răng hoàn toàn khỏe mạnh của mình. Hành động vị tha này giành được trái tim của Pauline. Nhưng, tất nhiên, bạn không cần phải quá hy sinh để chứng minh giá trị của riêng mình. Hãy để ý khi có cơ hội, và nếu không có thì hãy tạo ra cơ hội. Sẽ có lúc đối phương của bạn cần điều gì đó, ví dụ như cần giải quyết vấn đề hoặc một sự giúp đỡ nhỏ. Đừng bỏ qua những điều này. Một khi đã nắm bắt được, hãy làm hơn mức yêu cầu. Tấm lòng của bạn sẽ được trân trọng. Hãy chắc rằng nỗ lực của bạn đã được chú ý. Nhưng nếu cần thì hãy đề cập một cách nhẹ nhàng. Để làm việc này,
bạn sẽ cần phải được nắm được nhu cầu của đối phương. Không cần thiết phải làm những việc nặng nhọc nếu đối phương không cần điều đó. Hãy để những ký ức tuổi thơ của đối phương làm nhiên liệu cho cuộc chinh phục của bạn. Ký ức tuổi thơ có thể khiêu khích tất cả các loại cảm xúc mạnh mẽ, từ dịu dàng cho tới cảm giác bị bỏ rơi. Và một khi những ký ức đó đã được khai quật, đối phương sẽ mở lòng hơn với bạn. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng những ký ức của đối phương để tăng cường kết nối về mặt cảm xúc. Có lẽ bạn biết rằng nhiều bệnh nhân nữ của Freud đã phải lòng ông ta. Vâng, điều này xảy ra bởi vì Freud hiện diện khi những bệnh nhân nhớ lại những khoảnh khắc từ thời thơ ấu của họ, tạo ra cảm giác kết nối sâu sắc. Khi Freud khai thác ký ức bệnh nhân, đặc biệt là những người liên hệ sâu sắc với cha của họ, ông ở bên nhưng tỏ ra xa cách. Các bệnh nhân thể hiện cảm xúc mạnh mẽ với người luôn im lặng và chăm sóc họ, coi người đó như một người cha. Hiệu ứng này được gọi là chuyển giao, là một phương pháp hiệu quả trong lộ trình điều trị của Freud, vì nó làm sống lại những cảm xúc bị kìm nén lâu ngày. Chúng ta mong ước những ngày trẻ trung khi chúng ta còn hạnh phúc, không bị trói buộc và an toàn. Nếu bạn có thể kích thích những cảm này, đối phương sẽ sớm liên kết những loại cảm xúc này với bạn. Điều này có nghĩa họ cũng sẽ thể hiện những loại tưởng tượng với bạn, bao gồm những cảm xúc yêu đương và tình dục. Để làm cho điều đó xảy ra, hãy bắt đầu bằng việc trở thành một người biết lắng nghe, giống như một bác sĩ tâm lý. Hãy để đối phương nói về thời thơ ấu của họ, thúc đẩy họ nhớ lại những kỷ niệm, và trong quá trình này, thu thập thông tin chi tiết về điểm yếu của họ và những điều khơi gợi cảm xúc. Tuy nhiên, hãy tách biệt với tình cảm của đối tượng, thay vào đó, lắng nghe những điều họ nói hay kể cả không nói, và để ý những thứ hay được lặp lại. Sau đó, một khi bạn biết những gì đối phương gắn bó thời thơ ấu hay những gì họ nhớ về cha mẹ của mình, hãy sử dụng thông tin đó. Bạn có thể đảm nhận vai trò của người chăm sóc hoặc nghĩ cách đáp ứng nhu cầu sâu xa nhất của đối phương. Họ có thể cần sự bảo vệ, kỷ luật hoặc định hướng. Chìa khóa chính là sự lắng nghe. Nếu bạn phát hiện bất kỳ điều gì khiến bản thân không quyến rũ, hãy rũ bỏ chúng. Bạn đã bao giờ bị ai đó từ chối ngay trong lần gặp đầu tiên? Đó có thể là vì bạn đã thể hiện một nét tính cách nào đó rất thiếu quyến rũ. Đây là một bài học cần ghi nhớ. Điều quan trọng khi quyến rũ một người là không được thể hiện những tính cách thiếu quyến rũ. Có ba tính cách chủ yếu. Đầu tiên, thể hiện rằng mình hẹp hòi. Những người không thể rộng lượng về vật chất có khả năng cũng sẽ không rộng lượng về tình cảm. Keo kiệt về tiền bạc là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn sẽ keo kiệt với cảm xúc. Tệ hơn nữa, nếu bạn không nhận thức được rằng mình keo kiệt, bạn sẽ còn nghĩ rằng mình cao thượng. Bạn sẽ bị nhìn nhận là thùng rỗng kêu to. Thứ hai, thiếu tính hài hước. Thiếu hài hước là dấu hiệu cho những vấn đề trầm trọng hơn. Nếu bạn cứng nhắc về tinh thần, thậm chí là thể chất, chứng tỏ bạn không biết thích nghi với tình huống mới. Bạn sẽ tuân theo một vài nguyên tắc cơ bản và mong muốn mọi người cũng phải tuân theo chúng. Ngoài ra, nếu bạn đang thiếu sự hài hước, bạn sẽ không tận hưởng được cuộc sống. Có lẽ bạn cũng sẽ quá nhạy cảm và không thể vui đùa với chính niềm vui của bản thân được. Thể hiện rằng bản thân đang e ngại là một việc thiếu hấp dẫn. Điều đó khiến bạn không quyến rũ được ai cả. Thứ ba, sự thiếu chú tâm sẽ không có ích gì cả. Nếu bạn không thích ứng với tình hình hoặc không thể hiểu người khác một cách tinh tế, bạn sẽ chỉ gây ác cảm, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Điều này không chỉ gây ra bực bội mà còn trái ngược với những gì chúng ta đã học được về nghệ thuật quyến rũ. Điều này phụ thuộc vào việc sử dụng các chi tiết và những điều nhỏ nhặt. Chỉ cần nhớ, nếu bạn nhận ra những đặc điểm này ở bản thân, hãy bỏ ngay. Thông điệp quan trọng trong cuốn sách này: để quyến rũ ai đó, bạn phải duy trì thế thượng phong và hiểu điều gì hấp dẫn người khác. Sử dụng sức mạnh của kỹ thuật tâm lý để thu hút sự chú ý của đối tượng. Hãy tự tin, khiến họ cảm thấy hòa hợp và quyến rũ mục tiêu bằng cách đồng điệu với cảm xúc của họ. Hãy dùng sự tinh tế và bí ẩn, và chú ý đến chi tiết. Kiểm soát thái độ và hành vi của mình, và có lẽ quan trọng nhất, hãy luôn là người khó đoán. Lời khuyên:
ở bên bạn bè và những người hâm mộ mình. Để khiến bản thân cuốn hút hơn, hãy khiến đối tượng thấy bạn được bao quanh bởi bạn bè hoặc những người thích bạn. Quan điểm của người khác về bạn sẽ ảnh hưởng tới ý kiến của đối tượng, và càng có nhiều người hâm mộ xung quanh, bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt họ. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Truyền Cảm Hứng. Đừng quên ấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.